CBS News xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh của chúng tôi để theo dõi và cập nhật tin tức hàng ngày trên trang youtube com. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới với sức khỏe dồi dào và công việc được thuận lợi hơn. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Kinh tế gia cảnh báo về sai lầm của Mỹ sẽ đi vào lịch sử. Phương tiện phá mình của NATO từng được phát hiện tại North Stream năm 2015. Đảng Dân Chủ đã gây ra đại dịch tội phạm khắp Hoa Kỳ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đang đứng trước bờ vực suy thoái có thể tránh khỏi do các chính sách về kinh tế thiếu thận trọng. Mohamed Ali Khan Aryan là cố vấn kinh tế trưởng của công ty bảo hiểm lớn nhất của Đức, Alian, đã cho biết trong một bài bình luận với tờ The Hill. Tôi sợ là chúng ta có nguy cơ rất cao về một cuộc suy thoái kinh hoàng, và theo ý kiến, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mắc phải những sai lầm sẽ đi vào sử sách. Cụ thể như là cố vấn kinh tế của Alien đã gọi sai lầm khi đánh giá không chính xác về tình hình bắt đầu của lạm phát, vốn được coi là tạm thời, do đó không cần phản hồi. Theo ý kiến của ông, các biện pháp cần thiết cũng không được thực hiện khi rõ ràng lạm phát này đang ở mức cao và dài hạn. Ông cũng đã chỉ trích việc tăng lãi suất chủ chốt trong tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. El lưu ý rằng FED hiện đang phải đối mặt với nhiệm vụ không chỉ là vượt qua khủng hoảng, mà còn phải khôi phục quyền lực của mình sau phản ứng muộn màng. Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu khác cũng đang phải đối mặt với lạm phát kỷ lục trong nhiều thập kỷ vừa qua. Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga đã dẫn đến việc tăng giá nhiên liệu, chủ yếu là khí đốt. Kết quả là công nghiệp của phương Tây đã mất đi phần lớn lợi thế cạnh tranh, ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế xung quanh. Phương tiện phá mình của NATO từng được phát hiện tại Nord Stream năm 2015. Thưa quý vị, theo thông tin cụ thể từ người phát ngôn của Tập đoàn Năng lượng Khổng lồ Gazprom, là Sergei Kaprianov đã cho biết hôm ngày 10 tháng 10 năm 2022, một phương tiện phá mình của NATO từng được phát hiện tại đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Nord Stream 1 năm 2015. Cụ thể, thì ông Barianov đã nói với báo chí Cần nhắc lại những diễn biến tại đường ống dẫn khí Nord Stream từng được ghi nhận trước đây. Vụ việc này ai cũng biết. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2015, phương tiện không người lái dưới nước đã xử lý mình Seaforce của NATO được phát hiện trong cuộc kiểm tra trực quan định kỳ của Nord Stream 1. Nó nằm trong khoảng giữa các đường ống dẫn khí đốt và rõ ràng là gần một trong các nhánh. NATO nói rằng phương tiện xử lý bom mình dưới nước này đã bị mất tích trong các cuộc tập trận Gaprun đã sở hữu 51% cổ phần tại nhà điều hành Nord Stream 1, công ty Nord Stream AG có trụ sở tại Thụy Sĩ. Sự cố mà người phát ngôn của Gaprun đề cập đến đã được đăng tải trên các trang web của Nord Stream AG vào ngày 12 tháng 11 năm 2015. Thông báo khi đó đã nêu rõ, vật nổ này được tìm thấy gần nhánh 2 của Nord Stream vào ngày 6 tháng 11 năm 2015 trong hoạt động khảo sát định kỳ, một phần của hoạt động đánh giá tính toàn vẹn hàng năm của hệ thống đường ống ngoài khơi Nord Stream và quân đội Thụy Điển đã rà phá thành công vật nổ này. Sự cố rò rỉ ở đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dưới bờ biển Bê Tích đã được phát hiện hôm 26 tháng 9 sau khi áp suất trong đường ống dẫn khí đốt đột ngột giảm mạnh. Các vụ nổ đã được ghi nhận trước khi rò rỉ xảy ra. Liên minh châu Âu, NATO, Mỹ và Nga đã cho rằng sự kiện này là hành động phá hoại đảng dân chủ đã gây ra đại dịch tội phạm khắp Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thân mến, hàng chục triệu người Mỹ hiện đang rất bi quan về tình hình ở đất nước mình. Không chỉ là cử tri của đảng Cộng hòa không đâu mà còn có cử tri của đảng dân chủ cũng vậy à? Dễ hiểu thôi. Bên cạnh là tình trạng đáng lo ngại về nền kinh tế, nhiều công dân Hoa Kỳ còn lo ngại về sự tăng vọt của tội phạm bạo lực, một hiện tượng đã xảy ra từ bờ đông sang bờ tây mà dường như đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một báo cáo đã được công bố hồi đầu năm nay của Gallup đã chỉ ra nhiều cách mà tội phạm bạo lực đã gia tăng trong thời gian gần đây. Như tác giả của bản báo cáo đã lưu ý rằng, lần đầu tiên kể từ năm 2016 thì phần đông 53% cho rằng cá nhân họ lo lắng rất nhiều về tội phạm, trong khi 27% khác lo ngại ở mức độ vừa phải. Để rõ hơn thì theo Cục Điều tra Liên bang, tội phạm bạo lực bao gồm 4 tội danh, sát nhân, cưỡng bức tình dục, cướp bóc và hành hung tàn bạo. Mới đây, một cuộc khảo sát giữa năm của các cơ quan chấp pháp lớn đã cho thấy rằng, tội phạm bạo lực đã tăng 4.2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 6. Các vụ cướp bóc gia tăng đáng kinh ngạc với tỷ lệ tăng thêm 12%. Trong khi đó, các vụ tấn công nghiêm trọng tăng 3%. Trên khắp Hoa Kỳ, tỷ lệ tội phạm vẫn cao hơn đáng kể so với trước đại dịch. Trên thực tế, hành vi bạo lực tội phạm hiện đang là một thứ dịch bệnh quy mô lớn báo động. Tại California, một tiểu bang có mối tương quan chặt chẽ với hoạt động tội phạm, bạo lực đang lan tràn. Tổng trưởng lý Bob Manta của tiểu bang này đã tuyên bố rằng tội phạm cướp bóc tài sản cũng như là bạo lực đã tiếp tục gây ra những hậu quả thảm khốc cho các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Hơn nữa, thưa quý vị, một báo cáo mới đáng lo ngại được các nhà nghiên cứu tại trường y khoa San Diego thuộc Đại học California đã công bố cho thấy rằng bạo lực thể chất và bạo lực tình dục đang lan tràn tại tiểu bang vàng. Trong năm qua, 4% người dân California đã phải gánh chịu bạo lực do người phối ngẫu gây ra. Và điều đáng báo động hơn là trong khoảng cùng thời gian này có đến 18%, tức là khoảng 1 phần 6 dân số California đã từng bị tấn công về thể chất hoặc là tình dục. Điều này lại đặt ra một câu hỏi, ai mới là kẻ đáng phải trách ngay bây giờ? Chúng ta hãy cùng xem qua những nghiên cứu của công ty phân tích Neighborhood Scout về 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ. Và không có thành phố nào trong số đó có thị trưởng là thành viên của đảng Cộng Hòa. Tết trách nhiệm về đại dịch tội phạm bạo lực của Hoa Kỳ do chính các thành viên của đảng Dân Chủ gây ra. Và rõ ràng là như vậy, thưa quý vị. Và nếu như chúng ta có một cuộc đàm luận trung thực về tội phạm, thì chúng ta phải thừa nhận chính đảng Dân Chủ là đảng đã gây ra hàng loạt vấn nạn này. Các chính sách mà họ đã đưa ra tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm lộng hành. Tại Montreal, Louisiana, thành phố nguy hiểm nhất quốc gia, xác suất để quý vị trở thành một nạn nhân của tội phạm là 1 trên 34. Tại Michigan, nơi không chỉ có một mà là hai trong số những thành phố nguy hiểm nhất quốc gia, sự gia tăng đáng báo động về tội phạm bạo lực đã khiến nhiều người dân sống trong tình trạng cứ nơm nớp lo sợ. Như là ký giả Jack Rolops gần đây đã lưu ý rằng, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Trent Rebis đã ghi nhận 3.363 các vụ phạm tội, trong đó có 761 vụ hành hung, 15 vụ sát nhân. Cả hai số liệu đều vượt mức trung bình của 3 năm trước đó, Tại quận Oakland có đến 26 vụ án mạng trong 6 tháng đầu năm 2022, gấp đôi con số này trong thời cùng kỳ năm ngoái. Pontiac, quận lỵ của quận Oakland đã chứng kiến 10 vụ sát nhân trong năm nay. Bốn trong số các nạn nhân của quận này là các trẻ em ở những độ tuổi như là 4, 6, 7 và 16 tuổi. Năm nay, Detroit, thành phố lớn nhất của Michigan cũng đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ xả súng hàng loạt. Mặc dù rất là đau thương, nhưng điều này sẽ không có khiến cho bất kỳ ai quen thuộc với tiểu bang Michigan phải kinh ngạc nữa. Vậy thì rốt cuộc, thành phố này là do bà Clinton Whitmer điều hành, một thành viên của đảng Dân Chủ. Người mà cách đây không lâu đã nói là bà ấy ủng hộ tinh thần cho những nỗ lực cắt giảm ngân sách cảnh sát. Sự ủng hộ của bà Whitmer dường như đã được đền đáp rồi thưa quý vị. Tất nhiên không phải là cho những người thường dân, mà là cho những người thuộc nhóm thiểu số chống lại cảnh sát. Trong năm nay, hơn 200 sĩ quan đã rời bỏ sở cảnh sát Detroit. Trên thực tế, trên khắp đất nước, ngày càng có nhiều cảnh sát đang nghĩ đến việc họ sẽ bỏ việc. Theo tờ New York Post, tại thành phố New York, có hơn 1.500 sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York đã từ chức hoặc là về hưu trong năm tính từ đầu năm cho đến ngày hôm nay, đang trên đà trở thành sự kiện bỏ việc lớn nhất của các sĩ quan kể từ khi có số liệu thống kê. Đồng thời, tội phạm bạo lực trong thành phố này lại tiếp tục gia tăng. Thành phố với biệt danh là quả táo lớn Big Apple đang ở trong tình cảnh đại mục nát Big Road. Khi đất nước cần họ hơn bao giờ hết thì các sở cảnh sát Hoa Kỳ đang phải xoay sở để tuyển dụng và giữ chân sĩ quan. Tại sao? Chúng ta đều biết tại sao. Bởi vì các sĩ quan cảnh sát đã bị các chính trị gia thiên tả và các hãng thông tấn thiên tả ma quỷ hóa trong một thời gian quá lâu. Điều này lý giải tại sao mà tỷ lệ tự sát ở các sĩ quan lại cao hơn ngược lại khi các nhân viên cảnh sát thấy mình bị phỉ bán thì bọn tội phạm lại thấy bản thân của chúng được hỗ trợ được trợ giúp và được khuyến khích ở california thì chúng ta đừng quên rằng ăn cắp vật hầu như là được khuyến khích cứ làm đi hãy lấy một chiếc iphone những tên tội phạm trong tương lai được mách bảo như vậy đó thưa quý vị sẽ không có chuyện gì xảy ra với quý vị cả bằng mọi cách nếu như quý vị có thời gian thì hãy quay lại vào ngày mai và lấy thêm một chiếc khác nữa nhé không giống như tội phạm ở california và các khu vực khác của đất nước nhưng người dân Mỹ vô tội, tuân thủ pháp luật đang phải trả cái giá đắt nhất. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được cho là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới đang bị bọn tội phạm hủy hoại dần, từ trong khinh tội cho đến trọng tội vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chúng ta rất ít nghe nói về việc cắt giảm ngân sách cảnh sát trong năm 2022, nhưng thiệt hại cũng đã xảy ra. Chỉ đơn giản là quý vị không thể nào trông chờ vào việc mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sau khi đã phỉ bán các nam thanh nữ tú trong bộ đồng phục xanh suốt khoảng thời gian quan trọng nhất của hai năm vừa rồi. Điều đó là không thể nào. Giờ đây, người Mỹ đang phải trả cái giá đắt nhất cho điều mà chính đảng Dân Chủ gây ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự Thật. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất bích trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo